Thế giới hoàn mỹ tập 172, Thạch Hạo và Thanh Y đã bước qua một cánh cổng, tưởng rằng sau cánh cổng đó là Đế Sung đang bế quan, nhưng không. Hang động này là một nơi cất giữ kho báu, tiền vàng cùng bảo vật xếp đầy dưới đất. Đà thần thạch thấy vậy liền sáng con mắt, lần này phát tài rồi, đây chính là tạo hóa lớn. Điều đáng tiếc là không thấy bóng dáng của Đế Sung, như vậy hang động này vẫn là một nơi trung chuyển giống như khu rừng trước đó. Đợt này tu hành quá quan trọng nên Đế Sung mới phải cẩn thận như vậy. Đà thần thạch không quan tâm đến chuyện đó, hắn ta liên tục bay xung quanh thu nhặt bảo vật. Cứ thu cất mấy thứ này trước đã. Trong đống châu báu ở đây có một cục đá kỳ lạ, đà thần thạch nhanh tay giành giật, dùng một hơi ăn sạch cục đá nhưng vừa mới nhai được mấy cái thì lại phải nhổ ra ngoài vì mùi vị cục đá này quá dở, cũng không ẩn chứa thần tính vật chất gì. Tưởng rằng đám người tiên điện không có mắt, tùy tiện để một thứ vô dụng vào trong bảo khố, nhưng Thanh Y lại nhận ra lai lịch cục đá, nó là một viên vật liệu cổ thần thánh, bên trong có bảo dịch có thể tẩy rửa hai mắt để mở ra thiền nhãn. Đúng như lời nàng ta đã nói, bên trong có một khối bảo dịch. Thạch Hạo đưa nó cho Thanh Y, nhưng nàng ta lại nhường phần cho cậu sử dụng trước. Cậu cắt một đường vào khối bảo dịch để lấy ra một ít chất lỏng rồi bắt đầu sử dụng. Hiệu quả của nó vô cùng thần kỳ. Thạch Hạo thành công mở ra thiền nhãn, tầm nhìn được gia tăng lên rất nhiều. Mọi thứ trước mặt, kể cả những vật cực kỳ nhỏ và bị che khuất, cũng không thoát khỏi ánh mắt Thạch Hạo. Hiệu quả tốt như vậy, nhưng mà đây lại mới chỉ là bước đầu tiên. Một khi tu hành võ đạo thiền nhãn thì các loại biến hóa dườm ra của kẻ địch đều khó mà tác dụng. Theo tu vi của cậu tăng lên, các loại thần năng cũng sẽ dần mở ra. Sau khi nhìn về phía Thanh Y, Thạch Hạo lại được một phen tái mặt. Năng lực của thần nhãn quá mạnh, có thể nhìn xuyên qua y phục khiến cho Thanh Y hốt hoảng, vội yêu cầu Thạch Hạo tắt chế độ thiền nhãn đi. Hiện tại cậu dùng đủ rồi. Cho nên đã đưa lại phần bảo dịch còn sót lại cho nàng ta. Sau đó, hai người lại tiếp tục thăm dò. Sâu trong động có một cái tế đàn. Thạch Hạo có thiền nhãn nên chỉ cần nhìn một cái, liền phát hiện trận văn truyền tống ẩn giấu. Đây là một trận văn cổ xưa, có phần giống như pháp trận mà Liễu Thần từng bố trí. Vì có sự tương đồng nên đà thần thạch đã dễ dàng phá giải, rồi mô phỏng lại vị trí của Đế Sung. Tiếp tục sử dụng pháp trận truyền tống, hai người đi tới một khu rừng, xung quanh có rất nhiều côn trùng, chỉ không thấy bóng dáng của Đế Sung ở đâu. Đà thần thạch cho rằng lần này mình chắc chắn không tính sai. Thanh Y nhanh chóng nhận ra điểm bất thường. Nơi này có rất nhiều trùng độc, có lẽ có trùng đế chiếm cứ. Phần lớn đám con trùng này đã đốt lên thần hỏa, số lượng còn đông như kiến. Nếu có người định đột kích thì đúng là phiền phức. Để tránh sự phiền phức này, bọn họ phải thu liễm khí tức, rồi đi bộ. Chưa đi được bao xa thì đà thần thạch đã bị một con nhện độc nhảy xuống đầu. Thạch Hạo bắt buộc phải dùng pháp lực tiêu diệt nó. Đám côn trùng xung quanh cảm nhận được dao động pháp lực nên lập tức phát giác ra sự tồn tại của Thạch Hạo và Thanh Y. Bây giờ bọn họ muốn chạy đã không kịp nữa. Một con nhện khổng lồ nhả ra ngoài luồng khí độc. Luồng khí bay đến đâu, cây cối héo rũ đến đó. Độc tính quá mạnh rồi. Thạch Hạo và Thanh Y cùng nhau tạo ra một kết giới bảo vệ rồi bay ra ngoài. Tuy nhiên, nơi này lại là địa bàn của trùng độc. Con đường phía trước lẫn phía sau nhanh chóng bị chặn lại. Thạch Hạo phải tìm một con đường khác để bỏ chạy. Sau đó sử dụng thiền nhãn quan sát xung quanh, phát hiện ra một gốc cây thần bí. Trùng độc không dám tiến lại gần mà chỉ dám bao vây xung quanh. Bọn họ trốn vào trong lò luyện đan để bảo vệ. Sau đó điều khiển cái lò bay về phía gốc thần thụ. Bên ngoài gốc cây lại có một lớp kết giới vững chắc. Nhưng sau vài lần công phá, kết giới cũng bị đánh thủng. Từ điều này liền có thể thấy lực phòng ngự của lò luyện đan rất cao. Được biết, gốc cây này có tên là Vạn Độc Thần Thụ, ẩn chứa các loại độc tố, cực kỳ chí mạng với những cường giả thần cấp bình thường. Với độc trùng thì nó lại là bảo thụ chí cao, bọn chúng chỉ dám đứng ngoài chứ không dám tiến lại gần quấy nhiễu. Quả trên gốc cây cũng ẩn chứa độc tố kinh người, đổi lại thì hiệu quả lại cực kỳ tốt. Sau khi ăn, nếu không bị độc giết chết thì cảnh giới có thể lập tức đột phá đến thiên thần. Từng có một người sống sót, sau khi ăn trái quả này, ngoài tu vi tăng đến thiên thần thì người đó còn nắm giữ độc công quỷ dị. Thạch Hạo nghe vậy, lập tức muốn đánh dấu vị trí gốc cây, biết đâu sau này lại có chỗ dùng đến. Đà thần thạch phát hiện một pháp trận được ẩn giấu trên gốc cây. Sau khi tiến vào pháp trận, hai người lập tức tiến vào một khu rừng trúc. Giữa trung tâm có một cái trận pháp bảo vệ, hiển nhiên là Đế Sung đang bế quan ở đây. Vì lần ngộ đạo này rất quan trọng,
hắn ta không muốn bị quấy rầy nên đã phong bế các giác quan lại, hoàn toàn không có cảm giác với bên ngoài. Rừng trúc này cũng được bố trí trận pháp. Nếu như tùy tiện xông vào, sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Trước mặt Đế Sung có rất nhiều bảo vật, toàn bộ đều là cổ vật thần thánh trong truyền thuyết. Dù có tiền cũng không mua được. Từ điều này liền có thể thấy nội tình của tiên điện cực kỳ mạnh. Muốn phá giải trận pháp của khu rừng phải tốn một thời gian khá lâu, hơn nữa sẽ làm cho Đế Sung phát giác. Thạch Hạo nghe vậy liền nảy ra một sáng kiến, đó là quấy rối quá trình tu luyện khiến hắn ta bị tàu hòa nhập mà. Cậu và Thanh Y cùng nhau sử dụng ra bảo thuật, triệu hồi một con rồng và một con chim khổng lồ tấn công vào kết giới. Đế Sung bị quấy nhiễu phải tỉnh giấc, quá trình tu luyện bị gián đoạn khiến cho hắn trọng thương. Sau khi nhận ra Thạch Hạo là kẻ chủ mưu thì lại càng thêm điên tiết. Chuyện kế tiếp là để cho Đà Thần Thạch ra tay. Hắn ném ra nhiều cái trận kỳ vào kết giới khiến kết giới bị nứt vỡ. Thạch Hạo và Thanh Y đồng loạt xông lên tấn công. Đế Sung muốn ngăn cản nhưng cơ thể lại đang trọng thương, không thể sử dụng ra pháp lực. Thế là hắn đành phải mở ra một cánh cổng không gian rồi mang theo cục tức chạy trốn. Việc trước tiên là giữ lại cái mạng, sau đó sẽ quay lại tính sổ với Thạch Hạo sau. Xem tới đây tập phim đã khép lại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video sau nhé!